Sáng ngày 29 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045. Tới dự có đại diện Viện Quy hoạch Kiến trúc tỉnh Thanh Hóa, huyện Lang Chánh có đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Danh giới lập quy hoạch xây dựng vùng huyện bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Lang Chánh với 10 đơn vị hành chính cấp xã, 9 xã và 1 thị trấn. Danh giới lập quy hoạch cụ thể như sau, phía Bắc giáp huyện Bá Thước, phía Nam giáp huyện Thường Xuân, phía Đông giáp huyện Ngọc Lạc, phía Tây giáp huyện Quan Sơn và huyện Sầm Tớ, tỉnh Hùa Phăn, nước Cộng hòa Dân Chủ, Nhân dân Lào. Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 58.562,81 ha. Không gian tổng thể vùng huyện Lang Chánh xác định trên cơ sở khung giao thông chính gồm nhánh phía bắc gắn với quốc lộ 15A và đường tỉnh lộ 530B, nhánh phía tây gắn với quốc lộ 16, liên kết hai tuyến này là đường tỉnh 530 nhằm kết nối hiệu quả các khu vực nội huyện. Bố trí các khu chức năng trên cơ sở theo quy mô đất đai dự báo và các lợi thế về tài nguyên lao động, hạ tầng giao thông, vị trí địa lý trên cơ sở đặc điểm địa lý tự nhiên, văn hóa xã hội, giao thông kết nối, toàn huyện Lang Chánh được phân thành 3 tiểu vùng như sau. Vùng 1, vùng phía Bắc gồm thị trấn Lang Chánh, xã Đồng Lương, Tam Văn, Tân Phúc, trung tâm tiểu vùng là thị trấn Lang Chánh là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, xã hội và kinh tế toàn huyện, vùng phát triển đô thị, dịch vụ thương mại, du lịch, công nghiệp chế biến, nông lâm sản. Vùng 2, vùng phía Nam gồm 3 xã Giao An, Giao Thiện và Chí Năng trung tâm tiểu vùng là đô thị Pọng, Giao Thiện, vùng phát triển du lịch dịch vụ thương mại nông nghiệp. Trong đó trọng điểm là khu du lịch Ma Hào, Chí Nang và chăn nuôi gia súc quy mô lớn, vùng 3, vùng phía tây gồm 3 xã Lâm Phú, Yên Thắng, Yên Khương, trung tâm tiểu vùng đô thị Yên Thắng, vùng phát triển kinh tế phát triển nông lâm nghiệp gắn với chế biến, dịch vụ thương mại, du lịch. Các điểm đô thị là hạt nhân phát triển kinh tế xã hội tiểu vùng thị trấn Lang Chánh là trung tâm hành chính chính trị kinh tế văn hóa xã hội của huyện, đô thị Ngàm xã Yên Thắng là đô thị động lực trung tâm tiểu vùng liên xã phía Tây huyện. Đầu mối giao thông quan trọng đô thị Pỏng xã Giạo Thiện là đô thị động lực trung tâm tiểu vùng phía Nam. Đầu mối giao thông kết nối với quốc lộ 47 và đô thị Ngọc Lạc Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 với mục tiêu là vùng sinh thái rừng đầu nguồn vùng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp du lịch dịch vụ vùng công nghiệp khai khoáng vật liệu xây dựng có vai trò quan trọng đảm bảo an ninh môi trường sinh thái an ninh nguồn nước quốc phòng an ninh và đại đoàn kết các dân tộc thuộc vùng miền núi phía tây tỉnh thanh hóa vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của vùng miền núi thấp phía tây tỉnh là vùng chuyển tiếp giữa vùng trung du và vùng miền núi cao của tỉnh phát biểu tại buổi lễ đồng chí lê đức tiến ủy viên ban thường vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh quy hoạch xây dựng vùng huyện sẽ định hướng lâu dài với tầm nhìn tổng ngành các lĩnh vực đồng bộ đồng thời gắn kết hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế của huyện là cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện lang chánh gắn với việc quản lý kiểm soát là cơ sở để tổ chức lập các quy hoạch phát triển đô thị quy hoạch chung xã đồng thời ra soát khớp nối điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn huyện để tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch quản lý quy hoạch xây dựng vùng huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lê Đức Tiến yêu cầu các xã thị trấn, các phòng ban ngành có liên quan cần công khai rộng rãi quy hoạch tới nhân dân trên địa bàn huyện và tổ chức ra soát quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý xây dựng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và kêu gọi thu hút đầu tư vào phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Phòng Kinh tế Hạ Tầng lập kế hoạch để tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung các xã, tổ chức thẩm định quy hoạch chung các xã trên cơ sở bám sát quy hoạch vùng huyện phòng tài nguyên và môi trường cập nhật các nội dung quy hoạch xây dựng vùng huyền vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chỉ đào cán bộ địa chính các xã thị trấn nghiên cứu cập nhật vào quy hoạch các xã